Bữa nay ngày 1 tháng 5 không? Bữa nay ngày 1 tháng 5 thứ tư hả? Mấy thầy trò ở tiểu bang Nevada Reno. Nơi này là gọi là Peppermill, là thành phố casino lớn hàng thứ nhì của Nevada sau Las Vegas. Thành phố này thì xưa rất là náo nhiệt, tấp nập lắm, tại rất là nhiều casino, 50-70 cái casino lớn. Đây là Peppermill. Đây đa số những người già, lớn tuổi, lãnh tiền già của Mỹ hay là tiền về hưu hay là tiền để dành cả đời, cả cuộc đời đều quy tụ về đây ở. Và những người đó có bao nhiêu tiền á, cũng mỗi ngày á, họ bị ghiền cái tiếng máy con á, cái sáng cái họ vô đây họ kéo, cái họ ăn rồi cái họ ngủ rồi kéo. Tức là khi ở tuổi về hưu á, là đa số người Mỹ họ về hưu chỗ này. Có người thì thích về hưu ở bãi biển, có người thì thích về hưu ở những cái nông trại, có người thích về hưu ở những với con cháu, có người thì thích về hưu không có con cháu, không có tiền nữa thì vô nursing home. Nhưng mà cái dạng về hưu ở đây á, là cái dạng thuộc loại có tiền cả đời. Cả đời lớn lên, 1-25 tuổi thì đi học, học xong để dành tiền, con cái lớn hết. Rồi về tới 70-75 họ về đây họ tiêu khiển để cho qua ngày, để mà chờ departure, chờ chết trên những cái sòng bài này. Cho nên ở đây đa số nó tự sell economy của nó. Người ta dọn về đây người ta ở, tự động người ta vô đây ta đánh bài. Tiền đánh bài toàn là tiền về hưu, tiền để dành, tiền chính phủ, tiền con cái cho. Vì họ đã ghiền rồi, ghiền cái tiếng mà kéo máy, con á. Họ xa mấy cái này không có nổi. Cũng giống như chúng ta ghiền núi Thiên Long Sơn, ghiền đọc kinh cha mẹ, chúng ta ghiền ngồi thiền. Thì một cái lối của chúng ta để mà cho compromise cái đời sống an lạc á, khác. Còn họ không có đời sống an lạc, lúc nào họ cũng tham á. Cũng giống như con hungry wolf, lúc nào cũng đòi ăn mà ăn năn. Thì họ đòi ăn cái cảm thọ của họ đòi ăn á, là phải vô sòng bài rồi hút thuốc rồi ăn đồ sen rồi phải nghe tiếng con thì họ mới chịu. Biểu họ rời khỏi thành phố này, họ không thể nào sống nổi. Cho nên lúc nào thành phố này cũng có người ở và lúc nào cũng có người đánh bài. Còn chúng ta là những người đi du lịch, bữa nay chúng ta đi làm đám cưới mà, thì lâu lâu mình tới một bữa, cho mình ở đây mình chịu không có nổi. Chịu ở đây một đêm thôi á, chịu không nổi rồi đó. Nó ồn ào mà thuốc xì gà thôi. Thì lâu lâu mình đi một lần để mình biết đây biết đó. Sư phụ cho nơi này là một cái trước khi vô nghĩa địa đó. chỗ này là cái cuối cùng của những người lớn tuổi, gọi là gì ta, cũng giống như máy bay thì nó ra cái cầu đi lên máy bay, nó bay. Còn ở trong phi trường thì chuẩn bị lên máy bay, chỗ này cũng vậy. Những người già tiêu khiển cho tới một ngày họ ngã gục ở trên cái máy kéo tiền á, rồi họ đi. Họ đâu bao giờ hết tiền đâu, tại vì tiền già tiền bệnh nó cứ gửi hoài hàng tháng, có hiểu không? Rồi cái mấy cái nhà này thì họ đã trả tháng nhiêu đó, còn nhiêu họ cứ dục vô đó. Cho nên những cái sòng bài này sẽ không bao giờ chết, lúc nào cũng có người đóng tiền điện hết trơn. Và đồng thời đây là giống như một cái pool vậy, nó collect, nó gom hết tiền của những người để dành cả đời dồn về đây. Trong lúc tuổi trẻ họ làm lụng cực khổ bao nhiêu á, thì cuối cùng sòng bài nó hút hết. Cho nên lúc nào con đi sòng bài 24/24 cũng ồn ào chứ, là vì cái tâm con người không biết tu nên nó vô đây. Chung quy là như vậy, thì cũng một cái gọi là cái cảm thọ mà cái đói. Họ không có tìm ra được cái gì khác hơn ngoài cái chuyện đi vô kéo máy quýnh bài. Còn riêng họ Thiên thì tất cả những người tu tập, thụ dạy thì mình có thiếu gì.
mình ngồi thiền, mình đọc kinh, rồi mình làm việc xã hội, mấy con làm Facebook cũng bận nè, upload, download lên nè, rồi cho toàn thế giới nghe được là hay ý đẹp. Còn những người bên đây khi mà họ chết á, họ khó có được về trời lắm, tại cái lòng tham á, tham chúng mà cứ mơ 367 thôi, mà 367 dễ gì nó vô. Tức ngày nào còn tham, mà bữa nào trúng thì được đóng tiền, cái ngày mai cái vô cũng cúng lại hết, cứ tới lui mà cuối cùng rồi trong một tháng là không có bao giờ mà cái người dân mà thắng hết, xong bài nó thắng hết. Thì cái máy của nó tính là 60% là xong bài thắng, 40% nó cho lại là người gì người thắng, mà giàu cho mình thắng được, mình hơn nó 40%, nhưng mà cái ngày khác thì cũng thua lại thôi à. Không có thể nào để nó tính bằng điện tử hết rồi à, mà người ta biết người ta cũng dẫn năm đầu vô người ta đánh. Đó là nơi này là gọi là cái nơi nghĩa địa thứ hai của những người già. Cho nên những người trẻ đừng có về đây nghe. Trẻ mấy con phải xuống Silicon Valley phải không, làm điện tử, làm chip đồ phải không. Chứ còn đây là gọi là mà họ có sức khỏe đó. Mà là họ không có sức khỏe là họ sẽ vô nursing home vậy. Ok rồi, vậy thôi, tạm biệt Reno nha, tạm biệt Peppermill.